Thanh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 376 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Đế Tôn, tác giả Thạch Trư, qua phần thể hiện của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, Thiên Phi Đạo Tôn đứng dưới chuông Đạo Quân Điện ngơ ngẩn mà tiến bọn công giã càn Đế Giang rời đi. Thời đại nguyên khởi hủy diệt hoàn toàn thành cho tàn. Trong hỗn độn vô biên và tịch diệt thiên hỏa có hai bóng người đang đại chiến. Không biết đã qua bao lâu một người ngã xuống. Trong hỗn độn truyền ra tiếng hét tan nát cõi lòng của công giã càn. Đế Giang! Bên dưới chuông Đạo Quân Điện, mắt Thiên Phi Đạo Tôn ướt nước, tầm mắt cũng mơ hồ. Thiên Phi Đạo Tôn nhỏ giọng nói: Ta chở ngươi trở lại. Quay lại thời đại tiên đạo, thỏ già Nam Quách Tiên Ông ngồi bên ngoài Đại La Thiên trầm giọng nói: Ngày sau đó sẽ xuất hiện. Từng đợt ngay sau đó qua đi, trong Đại La Thiên vẫn không chút tiếng động. Nam Quách Tiên Ông tiếp tục nói: Ta tuyệt đối không tính sai, hắn sẽ xuất hiện ngay sau đó thôi. Mỗi một giây, Nam Quách Tiên Ông lại nói một lần, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Tính thời gian đã hơn 20 vạn năm, Nam Quách Tiên Ông không biết sẽ còn nói bao nhiêu lần nữa. Trước Đạo Quân Điện, Thiên Phi Đạo Tôn đứng dưới chuông, nhìn thời đại tiên đạo xa xăm, vẫn đang chờ người mình yêu trở về. Thiên Phi Đạo Tôn ngây ngốc đứng chờ, không biết đã đợi bao nhiêu năm. Đột nhiên cái chuông to treo dưới mái Đạo Quân Điện, 1000 ức năm không bị ai gõ, nay bay ra xoay tròn, cái chuông bay hướng thời đại tiên đạo. Đinh một tiếng, tiếng chuông du dương vang lên, tiếng chuông như xuyên thấu thời gian, khiến người ngủ mê tỉnh dậy. Đinh 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 đinh. Chuông to bay hướng thời đại tiên đạo, bay vào tiên giới, dâng lên cao. Tiếng chuông lúc cao lúc thấp, mang theo thương nhớ, quyến luyến vô cùng, mang theo lưu luyến và hối hận vô cùng, bay lên thiên cao nhất tiên giới. Thiên Phi Đạo Tôn run rẩy, mắt nhìn chằm chằm chuông lớn. Cái chuông càng lúc càng cao, bay hướng Thiên Phi Đạo Tôn. Thiên Phi Đạo Tôn nhỏ giọng nói: Là ngươi quay về sao? Lúc bấy giờ, Nam Quách Tiên Ông ngước đầu lên, kinh ngạc nói: Chính là cái chuông Đế Giang treo trước Đạo Quân Điện, chuông vàng sao? Cái chuông to lơ lửng bên trên Đại La Thiên phát ra thanh âm vang dội. Đinh một tiếng, chuông to ngân lên nốt cuối rồi vỡ thành ảo ảnh. Bên trong Đại La Thiên tĩnh lặng, Nam Quách Tiên Ông cảm giác bên trong có thêm một hơi thở dày nặng như mang theo tương lai hư vô trở về, từ tương lai đến giờ phút này rồi trở về quá khứ. Xoẹt một tiếng, phong ấn Đại La Thiên mở ra, thần quang vô tận bắn thẳng lên trời, lay động tiên giới. Hai đại điện chủ sáng tạo Đạo Quân Điện cũng chấn động. Giang Nam xuất hiện trong Đại La Thiên, Nam Quách Tiên Ông nhìn chân chân, lúc này Giang Nam tóc đã bạc phơ, mặt nhăn nheo, nhưng rất nhanh làn da của hắn lại chân bóng co giãn, tóc đen mọc ra. Đôi mắt của Giang Nam như trải qua tăng thương vô tận, không thể miêu tả. Cảm giác tăng thương dần rút đi, trở nên trong trẻo, chứa sức sống vô tận, đấu trí dâng trào, chiến ý vô cùng. Khi Giang Nam xuất hiện, khí thế mạnh mẽ đến nỗi làm cho Nam Quách Tiên Ông kinh hoàng. Bây giờ khí thế của Giang Nam liên tục giảm xuống, dần rớt xuống cảnh giới sơ kỳ đạo quân. Lý do tại sao xảy ra tình huống này thì Nam Quách Tiên Ông không biết được. Ta đã trở về. Giang Nam cười, vui vẻ cất tiếng cười to, tiếng cười lay động vũ trụ càn khôn. Rốt cuộc cũng trở lại. Đại La Thiên rung lắc, từng khối tiên kim to rơi ra rớt xuống dưới, rơi vào trời sao. Một khối tiên kim cỡ ngón tay biến lớn thành tinh cầu khổng lồ. Ngoài ra hỗn độn tự nhiên trong Đại La Thiên không ngừng bay ra, rời khỏi Đại La Thiên, bay đến bên ngoài tiên giới, dung nhập vào hỗn độn Hồng Mông. Lại có từng đợt tiên khí như dòng từ Đại La Thiên bắn ra bốn phương tám hướng. Giang Nam luyện chế Đại La Thiên, thu gom tiên kim tiên liệu trong tiên giới vô tận, lấy hỗn độn Hồng Mông tụ tập vô cùng vô tận tiên khí, tiên thiên bản sơ chi khí. Giờ đây Đại La Thiên chấn động, bài trừ hết những thiên tài địa bảo, chỉ còn lại tiên thiên bất diệt linh quang tổ thành Đại La Thiên. Những tiên thiên bất diệt linh quang trở nên vô cùng thần thánh, hơi thở tiên đậm đặc. Tiên thiên linh bảo
cũng không thể sánh bằng nó, thần thánh hơn cả tiên kim, tiên liệu hay trụ hoang thần thạch. Đây mới là Đại La Thiên thật sự, nguyên thủy Đại La Thiên. Bên trong thiên hạ đã không có chất liệu gì vượt qua được tiên thiên bất diệt linh quang của Giang Nam. Trong nguyên thủy Đại La Thiên, mỗi một cung điện, đình đài, mái ngói, gốc cây, ngọn cỏ, trời, trăng sao đều do tiên thiên bất diệt linh quang đẳng cấp đạo quân biến ra, không cần lưng nhờ vào bất cứ ngoại vật gì. Lúc này Thiên Vi đang cùng với Giang Tuyết Tình làm khách trong Thanh La Cung. Nữ La đạo quân là đạo quân chuyển thế trong thiên môn, đột nhiên trên đầu Thiên Vi bốc mây mù, lô bồng không tự chịu được hiện ra trong khánh vân, các đạo âm cũng vang lên, các khối tiên kim rơi ra từ lô bồng, tiên khí tiên dịch bay tứ tán. Giang Tuyết Tình và Nữ La đạo quân biến sắc mặt, đồng thanh kêu lớn: "Nguy rồi!" Thiên Vi còn đang khó hiểu, bỗng mấy tiên kim rơi ra nhanh chóng biến lớn, chướng lớn để ép không gian Thanh La Cung. Năm xưa Giang Nam vì luyện chế lô bồng dùng bao nhiêu là tiên thiên kim tinh, tiên kim tiên liệu vô cùng quý giá. Giang Nam luyện những tiên kim tiên liệu nhỏ xíu chế tạo ra lô bồng. Giờ các tiên kim tiên liệu rơi xuống, những bó vật biến về kích cỡ cũ. Ầm ầm ầm, Thanh La Cung bị chấn nổ. Thiên Vi, Giang Tuyết Tình, Nữ La đạo quân vội bay lên, vô số tiên kim tiên liệu cũng bay lên cao, biến thành tinh hệ ngân hà bên trong Thanh La Cung. Mỗi một ngôi sao trong tinh hệ ngân hà do tiên kim tiên liệu tinh thuần nhất tổ thành là tài sản kích xù không thể tưởng tượng, khiến Nữ La đạo quân mừng như điên là trong lãnh địa lại có thêm các hồ nước, sông lớn, còn có biển tiên. Những hồ nước, sông lớn, biển tiên đều là tiên dịch, có cả tiên thiên bản sơ chi khí biến thành đạo dịch. Cộng thêm ngân hà bên trên Thanh La Cung, thật là trời rất vàng xuống. Đầu óc của Nữ La đạo quân ù đặc, lẩm bẩm nói: "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Thiên Vi cười nói: "Lão gia nhà ta xuất quan rồi." "Sao? Huyền Thiên giáo chủ xuất quan ư?" Nữ La đạo quân nhìn Thanh La Cung đầy tài phú, lẩm bẩm nói: "Ta thật hy vọng Huyền Thiên giáo chủ xuất quan nhiều thêm vài lần." Lô bồng không ngừng thay đổi, biến tinh thuần hơn, không có tạp chất gì, đều do tiên thiên bất diệt linh quang đẳng cấp đạo quân biến ra. Pháp bảo này là hình thức ban đầu của tiên thiên chí bảo, cấu tạo không bằng nguyên thủy Đại La Thiên, thế nhưng công năng chủ yếu của lô bồng là bảo vệ, không cần phức tạp giống nguyên thủy Đại La Thiên. Kiếp trước Nữ La đạo quân đã từng là đạo quân, ánh mắt kiến thức rất bất phàm. Nữ La đạo quân nhận ra ngay, bây giờ lô bồng so với tiên thiên pháp bảo thì vẫn kém hơn một chút. Đạo quân luyện chế tiên thiên pháp bảo cần dắt vào hiểu biết đại đạo cả cuộc đời mình, tất cả khí huyết cảm ngộ đạo tâm bất diệt suốt đời luyện vào bên trong. Nhiều lúc đạo quân không thể luyện thành tiên thiên pháp bảo, cần phải dùng chính mạng sống của mình dung nhập vào pháp bảo mới luyện chế thành công. Hiện giờ lô bồng thiếu điều này, không có thần vận tiên thiên pháp bảo, dùng mạng sống giao hòa với đạo tâm, thế nhưng về uy lực bảo vệ thì lô bồng bổ xa đa số tiên thiên pháp bảo. Hơn nữa đây chỉ là khi Giang Nam xuất quan thì đại đạo dung hợp quán thông, khiến cho lô bồng có biến đổi, không phải cực hạn của lô bồng. Nếu như sau này Giang Nam tế luyện dùng sinh mệnh giao hòa đạo tâm thì lô bồng sẽ lột xác thành tiên thiên pháp bảo, uy lực và bảo vệ vượt trội kinh người. Nữ La đạo quân thấy lô bồng này là biết Giang Nam đã chứng đạo quân. Dù không có cảnh tượng kinh thiên động địa, không có hơi thở lay động thế nhân chấn áp đương thời truyền đến, nhưng Nữ La đạo quân biết chỉ có chứng đạo quân mới khiến lô bồng lột xác kinh người như vậy. Nữ La đạo quân thầm cảm thán rằng: "Đạo quân thứ nhất thời đại tiên đạo rốt cuộc cũng được sinh ra." Thời đại tiên đạo quần hùng trục lộc, không chỉ sinh ra vô số kỳ tài ngút trời, vâng chịu vũ trụ hồng hoang khí vận mà sinh, thậm chí có một vài người được khai thiên khí vận công đức, tư chất siêu quần, cho đến nay không thể chứng đạo quân. Đạo quân chuyển thế các thời đại, nay chuyển thế đến thời đại tiên đạo, trọng sinh chứng đạo, nhưng đến nay không ai chứng đạo quân. Bất Không đạo nhân đã chuyển thế, Đế và Tôn còn đang hoàn thiện đạo quả, cũng không thể chứng đạo quân. Giang Nam đi trước mọi người một bước, thành tựu đạo quân quả vị. Thiên Vi, Giang Tuyết Tình leo lên đại lộ Bảo Liễn, chạy hướng Đại La Thiên. Giang Nam xuất quan, chứng nguyên thủy Thiên Tôn, các nàng là người nhà đương nhiên vội vã chạy qua. Lần này Giang Nam bế quan tốn gần 100 vạn năm, dài hơn bất cứ lúc trước. Thiên Vi và Giang Tuyết Tình có nhiều nỗi nhớ muốn tâm sự. Đại La Thiên liên tục lột xác, tăng cao uy lực, phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng. Trong khi Đại La Thiên khuếch trương, nguyên thủy chi khí liên miên sinh ra.
Vốn trong Đại La Thiên tràn ngập tiên khí, tiên thiên bản sơ chi khí. Giang Nam xuất quan, các loại tiên khí, tiên thiên bản sơ chi khí bị bài xích ra ngoài, khiến linh tính Đại La Thiên không bằng được trước kia. Bây giờ nhiều nguyên thủy chi khí sinh ra, Đại La Thiên linh tính hơn xưa. Ở bên ngoài Đại La Thiên, Nam Quách Thiên Ông kích động nhìn Giang Nam đi ra khỏi Đại La Thiên. Nam Quách Thiên Ông lẩm bẩm nói: "Người trở lại, đạo hữu của ta, Giang Thái Khứ, người đã trở lại." Giang Nam bước ra khỏi Đại La Thiên, lên tiếng chào Nam Quách Thiên Ông, hắn lên tiếng nói: "Tiền ông, nhận sai người rồi." Nam Quách Thiên Ông lóe tia sáng mắt, hơi thở dao động dữ dội, làm cho Đại La Thiên chấn động, vạt áo Giang Nam bay phần phật. "Giang Thái Khứ, rõ ràng người mới nói, người đã trở về." Giang Nam cười nói: "Tiền ông, đừng kích động, ta nói là ta từ tương lai trở lại, không phải Đế Giang từ quá khứ sống lại. Ở tương lai, ta đã gặp Đế Giang, nhờ tay hắn mới quay về hiện tại được. Có lẽ ngày nào đó, trong tương lai, tiền ông sẽ gặp lại Đế Giang." Nam Quách Thiên Ông hoang mang, đẳng cấp như gã cũng không hiểu nổi lời của Giang Nam nói. Tương lai tràn ngập những điều không biết, biến số vô cùng nên không thể đi tương lai. Quá khứ là đã biết, vì vậy không thể thay đổi quá khứ. Giang Nam làm sao đến được tương lai đây, lại còn từ tương lai trở về quá khứ. Nam Quách Thiên Ông cảm thấy Giang Nam đang nói mớ. Nam Quách Thiên Ông thăm dò nói: "Lúc người chứng đạo, không nghe tiếng kêu Đế Giang hay sao?" Giang Nam lắc đầu, mắt Nam Quách Thiên Ông bắn ra tia sáng. Người nói dối. Giang Nam đi tới bên cạnh Nam Quách Thiên Ông, hắn cười nói: "Tiên ông có nhớ cái chúng to treo dưới mái đạo quân điện không? Đó là tương lai sau đại phá diệt kiếp, ta giao cho Đế Giang mang thần thông về đạo quân điện, chờ ngàn ức năm sau sẽ vang lên, thức tỉnh ta đang ngộ đạo. Ta quay về hiện tại, bị thời gian quá khứ tiêu trừ thân nguyên thủy nên mới trở về hiện tại được, thức tỉnh khỏi ngộ đạo. Có lẽ bây giờ tiên ông không hiểu, thế nhưng vào giây phút nào đó trong tương lai, người sẽ hiểu ra thôi." Nam Quách Thiên Ông suy sụp lên tiếng nói: "Người thật sự không phải là hắn sao? Thật sự sao?" Tóc trắng nhanh chóng mọc dài, chân mày râu trắng xóa, mắt khàn đục, Nam Quách Thiên Ông nhanh chóng biến già. Nam Quách Thiên Ông lỡ tay giết bằng hiếu chí cốt cả đời, trong năm tháng vô cùng không ngừng tự trách tự hối hận. Điều duy nhất chống đỡ Nam Quách Thiên Ông không ngã xuống là vì Đế Giang có khả năng trở về. Nhưng lời Giang Nam nói làm đạo tâm của Nam Quách Thiên Ông khô héo. Đột nhiên mắt Nam Quách Thiên Ông lóe tia phân vân cười ra nói: "Đế Giang, đó là cơn mơ của ngươi đúng không? Ngươi chứng đạo quân rồi, tỉnh ngộ, lấy mộng nhập đạo. Trong mơ mộng du tương lai, gặp giấc mơ của Giang Thái Khư kiếp trước. Hai giấc mộng giao hòa, Giang Nam và Giang Thái Khư, giấc mơ hai đời hợp nhất nên xảy ra chuyện kỳ lạ thế này. Điều này chứng minh ngươi là Giang Thái Khư, là ta kêu tàn hồn của ngươi chuyển thế thành Giang Nam." Mắt của Nam Quách Thiên Ông càng ngày càng sáng, vỗ tay nói: "Chắc chắn là vậy rồi. Đế Giang, có lẽ ngươi không thừa nhận kiếp trước của mình, cho rằng kiếp trước trái với đạo tâm của mình. Nhưng chuyện ngươi là Đế Giang không thể sửa đổi." Giang Nam cảm ứng được hơi thở nặng nề từ người Nam Quách Thiên Ông, hơi thở chết chóc giả nua hấp hối, hắn thầm than. Giang Nam nói: "Cũng có khả năng này. Tiên ông, có khi nào thời đại tiên đạo là thời đại cuối cùng hay không?" Nam Quách Thiên Ông thấy Giang Nam không phủ nhận thì lên tinh thần, phục hồi đạo tâm bình thường. Thân thể, thần hồn ngừng xuống dốc, dần biến trẻ trung. Nam Quách Thiên Ông đứng sóng vai với Giang Nam cười nói: "Bất cứ thời đại nào đều có khả năng là thời đại cuối cùng. Đạo quân điện không thể xác định thời đại cuối cùng khi nào sẽ đến. Người cũng biết chúng ta từng đứng trước đạo quân điện nhìn thời đại nguyên khởi. Người nói có lẽ thời đại nguyên khởi là thời đại cuối cùng." Ánh mắt Giang Nam phức tạp, sau đó trở về bình tĩnh. "Tiên ông, bây giờ tiên đạo phát triển mạnh mẽ, dù không bằng thời đại nguyên đạo thì nhưng cũng không tầm thường. Nếu tương lai có mấy trăm đạo quân, Đế và Tôn sống lại, đạo không chứng đạo, Vô Cực Thiên Tôn mang theo đạo quân cổ xưa trong đạo quân điện nhập thế, tiên ông cảm thấy tịch diệt kiếp thời đại tiên đạo có thể nào là tịch diệt kiếp cuối cùng hay không?" Nam Quách Thiên Ông biến sắc mặt, lời Giang Nam nói làm ra đầu gã tê dại. Tịch diệt kiếp thời đại nguyên đạo cực kỳ hung mãnh, phá hủy tất cả. Có hàng trăm đạo quân và đạo quân điện tránh đi đại kiếp nạn, nhưng mức độ tịch diệt kiếp vẫn mạnh mẽ, vượt qua mọi người tưởng tượng. Nếu tịch diệt kiếp bộc phát trong thời đại tiên đạo,
số lượng đạo quân trong thời đại tiên đạo không thua gì thời đại nguyên đạo. Cộng thêm các siêu cường giả như Đế và Tôn, Đạo Không Đạo Nhân, Tịch Diệt, Vô Cực, Giang Nam, đạo quân của Đạo Quân Điện nhập thế, thì đại kiếp nạn này hung dữ vượt qua tất cả tịch diệt kiếp tiền sử. Đại kiếp nạn diệt thế thời đại nguyên đạo cũng thua xa nó. Nam Quách Tiên Ông cười to nói: Thái Khư, không có chuyện gì là hai chúng ta không thể ứng đối được. Nam Quách Tiên Ông vỗ bồm bộp vào vai Giang Nam đứng bên hắn, cúi đầu nhìn thời đại tiên đạo. Nam Quách Tiên Ông cười lớn: Chúng ta hợp tác thì mọi vất vả đều giải quyết dễ dàng, không kiếp số nào làm khó chúng ta được. Chúng ta sẽ đứng ở tận cùng đại đạo, làm sống lại tất cả sinh linh chết trong kiếp số, sống lại người thân của chúng ta, sống lại bằng hữu, thê tử, vợ con, để bi kịch không xảy ra nữa. Thái Khư, người nói có đúng không? Giang Nam im lặng giây lát, nhàn miệng cười nói: Người nói đúng, không có gì làm khó chúng ta được. Đây chính là thần, đây là chúng ta, không có gì đánh gục chúng ta được. Thế mới là Giang Thái Khư, là Giang Thái Khư mà ta quen, là bằng hữu cả đời của ta. Nam Quách Tiên Ông cười lớn, cười chảy ra nước mắt. Nam Quách Tiên Ông ôm ghì lấy Giang Nam, siết chặt, lầu bầu nói: Người trở lại, rốt cuộc trở về, đạo hữu của ta à, ta rất vui. Nam Quách Tiên Ông buông Giang Nam ra, xoay người đi. Nam Quách Tiên Ông cười nói: Ta phải chuẩn bị cho đại kiếp nạn tương lai, sau này ta sẽ sống vài chiến đấu cùng ngươi. Giang Nam nhìn theo Nam Quách Tiên Ông đi xa, biểu tình bình tĩnh, thế nhưng vạt áo phấp phới, như tâm tình hắn kích động, phập phồng, thật lâu không thể bình ổn. Ta đã trở về. Giang Nam khẽ nói: Ta sẽ không để tương lai kia xảy ra, sẽ không để mình hối hận, suốt kiếp, cô độc cả đời. Thê tử, nữ nhi, nhi tử, đạo hữu, người cùng chung chí hướng với ta. Lúc trước ta rời xa các ngươi, bây giờ ta đã trở về kiếp này, đồng hành cùng mọi người. Ta muốn liều mạng vì các ngươi, dùng hết sức mà đánh đổi. Cũng trong lúc đó, tại đại điện đạo quân quả vị, Vạn Vật Đạo Tổ cất bước đi vào chủ điện. Hắn xin gặp Đạo Không Đạo Nhân. Bây giờ Vạn Vật Đạo Tổ đã hoàn thành 3000 của 3000 đại đạo, cao thâm khó dò. Mấy năm Giang Nam bế quan, Vạn Vật Đạo Tổ cũng đóng cửa ẩn cư, hiếm khi lộ mặt trước thế nhân. Chỉ có Linh Châu Tử, Định Quang thay Vạn Vật Đạo Tổ đi khắp trần thế. Vạn Vật Đạo Tổ giao Vạn Vật Thánh Giáo cho hai người quản lý. Linh Châu Tử giỏi quản lý, Định Quang thì kiên cường tiến tới. Vạn Vật Thánh Giáo trở nên hưng thịnh, giao chúng khắp thiên hạ. Hai người quản lý gọn gàng ngăn nắp, hơn xa lúc Vạn Vật Đạo Tổ tự mình cai quản. Đạo Không áo trắng mời Vạn Vật Đạo Tổ ngồi xuống. Hắn cười hỏi: Vạn Vật, người đến tìm ta có chuyện gì? Bọn họ là cố nhân thời đại hỗn độn của thần. Vạn Vật Đạo Tổ là ẩn sĩ bí ẩn trong hỗn độn, ẩn cư không ra ngoài, từng gặp mặt Bất Không Đạo Nhân mấy lần. Vạn Vật Đạo Tổ tự phụ nói: Ta đến xem trong thần điện có quả vị đạo quân nào, có ai chứng đạo quân trước ta một bước hay không. Vạn Vật Đạo Tổ lạnh nhạt nói: Còn một chuyện quan trọng khác là gặp đạo hữu, nhìn xem đạo hữu có nhanh hơn ta một bước hay không. Đạo Không áo trắng cười nói: Trong đại điện đạo quân quả vị đã có 213 khối đạo quân quả vị, vốn có 214 khối. Mấy năm trước Giang Tuyết Tình, nhà Huyền Thiên đến gặp ta, xóa tên khỏi bia đá. Nữ nhân kia là hào kiệt trong nữ giới, tương lai sẽ không tầm thường. Đạo Không áo trắng thản nhiên nói: Nói về chứng đạo quân thì đạo hữu nhanh hơn mọi người. Đại đạo thái cực của đạo hữu đã dùng chứa 3000 đại đạo, luyện hết 3000 đại đạo. Đạo hữu gần tới ngày chứng đạo quân rồi. Sau đạo hữu có 3 người khác là Thái Nhất Tiên Quân, Càn Nguyên, Ngọc Kinh, không ai sánh bằng đạo hữu được. Về phần ta, mục tiêu quá lớn, ngày chứng đạo quân chậm hơn đạo hữu mấy ức năm. Vạn Vật Đạo Tổ biến sắc mặt, lệ khí phát ra, ma tính trong lòng càng lúc càng nặng. 214 khối đạo quân quả vị sao? Đạo Không áo trắng liếc Vạn Vật Đạo Tổ, thấy sắc mặt của gã lúc hiền lúc dữ, đôi khi sát khí âm trầm, đôi khi mây đen tán đi. Đạo Không áo trắng nghi hoặc hỏi: Đạo hữu làm sao? Vạn Vật Đạo Tổ không nói không rằng, xoay người rời đi. Đạo Không áo trắng khó hiểu, cảm thấy khi Vạn Vật Đạo Tổ xoay người thì nổi sát khí với gã, nhưng giờ lát sau biến mất, không thật sự hành động.
214 khối đạo quân quả vị sao? Vạn vật đạo tổ bay nhanh, sắc mặt âm trầm nói: Nếu tịch diệt kiếp đến thì không ai sống nổi. Phải rồi, giết. Sau khi ta chứng đạo quân thì giết hết bọn họ. Vậy thì tịch diệt kiếp sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng mấy tên đế và tôn còn có huyền thiên, sợ là ta không xử bọn họ được. Vạn vật đạo tổ dừng bước lại, sắc mặt dịu lại cười nói: Sau khi ta chứng đạo quân, ngồi trên ngôi tiên đế, thống nhất giáo môn thiên hạ, khiến đạo quân đời sau nghe theo lời ta, tổng hợp lực lượng mấy trăm đạo quân rồi, sợ gì không giết được huyền thiên, đế và tôn đây. Đằng sau châm ngòi mấy đạo quân, để cho bọn họ tự tàn sát lẫn nhau. Tiếp theo, ta tiêu diệt hơn một nửa sinh linh thời đại tiên đạo, giảm thấp uy lực tịch diệt kiếp. Hôm nay tiên địa đột nhiên thay đổi, có người chứng đạo quân. Hai vũ trụ tiên ma, thiên địa đại đạo nhiều không đếm xuể hiện ra. Đại đạo cộng hưởng ầm ầm bay hướng nguyên dục thánh cảnh trong vũ trụ tiên giới. Trong nguyên dục thánh cảnh, một đạo quân sừng sững trên núi lớn, chân đạp một vòng thái cực đồ, uy nhiếp thiên địa càn khôn. Vô số đại đạo thần phục rơi vào thái cực đồ. Đạo quân là quân đại đạo thần phục đạo quân có thể sáng tạo đại đạo. Hôm nay rốt cuộc có người sáng tạo ra 3000 đại đạo, hoàn thiện một hơi chứng đạo quân. Khí thế đạo quân khuếch tán, lay động chư thiên, chấn kinh thiên hạ. Vô số tiên nhân, ma tiên, tiên thú, ma quái, bao gồm phàm phu tục tử, sinh linh các chủng tộc cảm nhận khí thế hùng vĩ, tường đại vô biên từ đạo quân này thì phập phồng, lo sợ và kính sợ. Tiên quân hay thiên quân cổ xưa, hay yêu vương, ma vương cường đại, thiên địa tự nhiên sinh thành, hay là các tồn tại ẩn núp trong bí cảnh, chư thiên trong hai vũ trụ tiên ma đều cảm ứng rõ ràng đạo quân này cường đại và vĩ đại. Một thiên quân cổ xưa thức tỉnh, nhìn phương xa thiên địa đại đạo tụ tập về, lòng rung động. Chúa tể đại đạo thứ nhất trong tiên giới rốt cuộc cũng được sinh ra. Chúa tể đại đạo không phải ai cũng gánh nổi danh hiệu này. Giữa thiên quân và đạo quân chỉ kém một chữ, cách biệt một cảnh giới, thế nhưng chênh lệch là 108.000 dặm. Thiên quân hợp đạo, dung hợp cùng thiên địa đại đạo, có thể điều động lực lượng thiên địa đại đạo, gia cố thân mình, có lực lượng vô biên. Nghe đồn rằng thiên quân cường đại nhất có thể điều động lực lượng toàn vũ trụ, nhưng đây chỉ là tin đồn. Đạo quân là chúa tể đại đạo, khiến đại đạo thần phục, trong đó có khác biệt về chất. Đặc biệt sau khi thời đại tiên đạo hoàn toàn mở mang, sinh thành hai vũ trụ tiên giới, ma giới đối lập với nhau, song song phát triển, vừa khắc chế vừa bổ sung cho nhau. Người đầu tiên chứng đạo quân sẽ cực kỳ cường đại, có ưu thế bẩm sinh mà người chứng đạo quân sau không sánh bằng được. Người này chứng đạo quân trước mọi người một bước, khiến đám người hừng hực giá tâm, lòng cũng nặng trĩu. Thanh âm chuyển khắp các góc vũ trụ tiên giới, ma giới. Giáo chủ các đại giáo môn, thiên quân thánh cảnh tiến đến yết kiến triều bái, ai không nghe theo, chú. Thanh âm chỉ nói một lần liền biến mất, thế nhưng cảm giác áp lực khủng bố đè ép tim mọi người. Đạo quân này như thì thầm bên tai mọi người, cái này không có gì lạ. Nhưng toàn bộ người trong tiên giới, ma giới đều cùng cảm giác có người nói vào tai mình, cái này rất kinh khủng. Thực lực thủ đoạn của đạo quân đã vượt qua thiên quân hiểu biết. Giáo môn trong thiên hạ xôn xao hỏi thăm nguyên dục tiên đế là ai. Bây giờ trong tiên giới có rất nhiều giáo môn, ít nhất là ngàn giáo môn. Đa số là giáo môn mới thành lập sau khi tiên giới mở mang, rầm rộ, nên rất xa lạ với danh hiệu nguyên dục. Nguyên dục là đạo hiệu của vạn vật đạo tổ trong kiếp này. Vạn vật đạo tổ là một kẻ cùng hung cực ác chín kiếp, từng chu sát một nửa sinh linh thời đại chú đạo. Lần này đế và tôn khai thiên, dùng tiên thiên pháp báo, khai thiên có 6 món là từ thân thể vạn vật đạo tổ biến ra. Vạn vật đạo tổ có công đức vô biên nên trở thành tiên đế là chuyện đương nhiên thôi. Ta nghe đồn thân thể kiếp trước của vạn vật đạo tổ như tiên thiên hỗn nguyên châu, tiên thiên thần đăng được khai thiên khí vận, công đức biến thành linh châu tử và định quang. Cả hai bái vạn vật đạo tổ làm nghĩa phụ. Hai vị tồn tại này rất nổi bật, thực lực cường đại không gì sánh bằng. Nghe đồn linh châu tử, định quang đã chứng đạo thiên quân rồi. Các tin tức như mọc cánh bay đi khắp nơi, có khá nhiều nhân vật nổi tiếng trong giáo chủ, thiên quân lên đường đi nguyên dục thánh cảnh bái kiến tiên đế. Thế nhưng càng nhiều giáo môn không động đậy, không định ý kiến. Thiên hạ vô cùng to lớn, trời sao bao la,
biết bao nhiêu là bí cảnh, chư thiên ẩn trong hư không ma giới, tiên giới, nhiều tồn tại siêu cường đại cũng ẩn ở trong đó. Một số người tâm cao khí ngạo đâu chịu cúi đầu khom lưng bái kiến tiên đế đây. Không nói trong tiên giới, ma giới có nhiều đạo quân tiền sử truyền thế, xuất thân từ vô nhân kiếm khu, chỉ tính những tồn tại tiên thiên thần thánh sẽ không tâm phục khẩu phục vạn vật đạo tổ. Khá nhiều người có tư chất đạo quân, được thiên địa ưu ái, khí vận hưng thịnh, vừa xuất thế là đã được 3000 đại đạo nhập thể, thần thánh bất phàm, tự nghĩ thành tựu tương lai của mình, không nói là đệ nhất nhân thiên hạ thì nhưng cũng hiếm có. Bọn họ làm sao chịu nhận thất bại, bái phục vạn vật đạo tổ, nhận gã làm đế đây? Nhưng những người trước kia quen biết vạn vật đạo tổ thì đều hành động, không bái kiến mà đến chúc mừng. Một số tồn tại của xưa thích sống yên ổn, không muốn gây chuyện thị phi nên đến chúc mừng vạn vật đạo tổ. Ví dụ như Mông Tốn, Càn Nguyên, Ngọc Kinh, Từ Hạm, vì trận chiến trừ khử thần mẫu đạo quân nên có chút tình cảm với vạn vật đạo tổ, tất nhiên đích thân đến chúc mừng. Quân đạo nhân Huyền Đô Thiên Quân, Khổ Hạnh Thiên Tôn thì không tranh với đời, theo nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện cũng đến chúc mừng. Hồng đạo nhân Kế Đô Ma Tổ, La Hầu La Ma Tổ, một số thiên quân thế hệ trẻ thì toàn là tâm cao khí ngạo, phất lờ vạn vật đạo tổ. Linh nữ của Hỗn Độn Thiên Quốc chỉ phái người đến chúc mừng. Nhiều đạo quân chuyển thế, tồn tại cường đại như Vô Tà, Thiên Hoang Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn, Ma Kha Thiên Quân, Thái Nhất Thiên Quân, phất lờ, chỉ phái người đến chúc, có mỗi vạn chú đạo quân là tự mình đến. Thiên môn ta không bằng thế sứ, không cần đi. Giáo chủ thiên môn Giang Tuyết Tình cười nói với lãnh tụ thiên môn khác. Nhưng Linh Châu Tứ Định Quang là đàn em của ta, là một thành viên thiên môn, về tình về lý nên đi một lần. Thiên Hy Thánh Nhân nhíu mày nói, vạn vật đạo tổ là sư huynh của ta, là thánh nhân thứ nhất thời đại thánh đạo, thiên bảo thánh nhân. Nhưng đạo tâm của hắn đã vặn vẹo, e rằng đại tỷ đi sẽ bị hắn làm cho khó xử, thậm chí có nguy hiểm. Giang Tuyết Tình cười nói, lão út yên tâm đi, ta ăn chay hay phụ thân của ta dễ chọc hay sao? Vạn vật đạo tổ muốn làm tiên đế thì cứ cho hắn làm, ta không phản đối gì cả. Dù gì ta cũng không thích làm tiên đế. Những người khác giành cứ để cho bọn họ giành, ta chỉ đi bên tình bên lý thôi. Mọi người lên tiếng dặn dò, nhớ phải hết sức cẩn thận. Ta biết rồi. Trong thiên hạ có nhiều thiên quân, đa số xuất thân từ Huyền Châu, như là Đạo Vương, Tịch Ứng Tình, Bình Thiên, Giang Tuyết, Minh Thổ, Tinh Quang. Có một số liên quan đến Huyền Châu hay Giang Nam, ví dụ như Băng Liên Thánh Mẫu, Tử Tiêu Lão Đạo, Tự Nhiên Lão Quân, Thái Chân Thiên Quân, Linh Lung Thiên Quân, Ma Thiên Thiên Quân. Cũng nghe vạn vật đạo tổ truyền âm, lòng thấp thỏm đi Đại La Thiên thăm hỏi. Trong Đại La Thiên, mọi người dò hỏi, giáo chủ, vạn vật xưng đế, hiệu là Nguyên Dục Tiên Đế, muốn chúng ta đi bái kiến hắn, triều kiến hắn, nên làm sao đây? Chúng ta thuộc hệ Huyền Châu, đi theo giáo chủ đã lâu, thật sự không muốn đầu nhập vào chỗ vạn vật, nhưng lo thủ đoạn của vạn vật lợi hại, chúng ta sẽ không đấu lại. Giang Nam cười nói, vạn vật đạo hữu chứng đạo quân, trở thành Nguyên Dục Tiên Đế là ứng mọi kỳ vọng, khí vận, công đức kỳ vọng, như vậy nên trở thành tiên đế của tiên giới ta, trả lại công đức khai thiên cho hắn. Vạn vật đã được số phận định là tiên đế, các người đi bái hắn cũng không sao cả, lĩnh chức cho có là được. Lĩnh chức cho có sao? Đám người đạo vương nhìn nhau lắc đầu nói, vạn vật đạo tổ đâu chịu buông tha cho quần hùng thiên hạ đây, chắc chắn sẽ có nhiều hạn chế, không cho chúng ta tự do thoải mái. Nếu vạn vật đạo tổ ra tay thì... Giang Nam cười nói, vạn vật muốn đối phó cũng sẽ nhằm vào người cao nhất kìa, mượn đó mà chấn nhiếp quần hùng. Hiện giờ trong tiên giới, bầu trời nào cao nhất đây? Người nào cao nhất đây? Người nào không đi tham bái hắn đây? Lạc Hoa Âm mau miệng nói, Tử Xuyên, cái tên khốn đó chẳng phải là ngươi hay sao? Mọi người im tin thiết, Giang Nam bây giờ uy nghiêm quá nặng, dám nói thẳng mặt hắn là tên khốn thì chỉ một mình Lạc Hoa Âm dám. Bình Thiên Lão Tổ cũng không có gan gọi Giang Nam là tên khốn. Giang Nam không để bụng cười nói, các người cứ đi đi, vạn vật không giết ta được thì sẽ không dám làm gì các người đâu. Mọi người lần lượt đi xuống Đại La Thiên. Giang Nam nhìn hướng Nguyên Dục Thánh Cảnh mỉm cười nói, vạn vật đạo hữu, ta chở ngươi đến.
Hôm nay nguyên dục thánh cảnh rực rỡ ngọn đèn, muôn vàn khí tượng, giáo chủ các đại giáo môn, sứ giả kéo đến nối liền không dứt. Bảo thuyền bảo liễn của các thiên quân chạy qua hư không, giáng xuống nguyên dục thánh cảnh, chúc mừng vạn vật đạo tổ chứng đạo quân lên ngôi tiên đế. Nguyên dục thánh cảnh cực kỳ náo nhiệt, vạn vật đạo tổ thi triển đại pháp lực, luyện nguyên dục thánh cảnh thành đại chư thiên tiên giới, bao trùm các chư thiên khác. Vạn vật đạo tổ phong chức cho các cường giả đến tham bái, mỗi người được chức quan tiên triều, trấn thủ tứ cực bát hoang hai giới. Giáo chủ các giáo chỉ nhận chức cho có, cũng không để bụng. Vạn vật đạo tổ mỉm cười nhìn quét qua quần hùng. Vẫn có rất nhiều người không đến bái kiến chấm, thật là to gan. Vạn vật đạo tổ lạnh nhạt nói: Hôm nay nguyên dục tiên triều thành lập, chấm đăng cơ xưng đế, quyết bắt hết tất cả đến đây chờ xử tội dương ngoài tiên triều ta. Đám người Càn Nguyên Thiên Quân, Ngọc Kinh Thiên Quân, Mông Tốn Đạo Quân tim rung lên. Mông Tốn Đạo Quân ho khan nói: Vạn vật đạo nguyên dục bệ hạ, xin hãy nghĩ lại. Vạn vật đạo tổ giơ tay mỉm cười nói: Mông Tốn đạo chủ đừng nói nhiều, tránh cho làm tổn thương tình cảm giữa người và chấm. Hai giáo chủ thiên hoàng vô tà không đến bái ta, chắc cho rằng mình là đạo quân chuyển thế. Hôm nay chấm trừng phạt nhẹ, mời các vị ái khanh xem. Các cường giả tim đập nhanh. Vạn vật đạo tổ vung tay, một tấm minh kính hiện lên, trong gương chiếu cảnh tượng yêu môn đại giáo do vô tà đạo quân, thiên hoàng đạo quân thành lập. Yêu môn đại giáo xây dựng ở vùng đất yêu khí tiên giới dồi dào nhất, tên là Vân Trạch Đại Khư Thiên, mênh mông bát ngát, rộng lớn vô ngần, bản cứ cương vực mấy trăm tinh hệ. Vô tà và thiên hoang rộng rãi, thu yêu vương trong thiên hạ. Bây giờ đại giáo rất hưng thịnh, tụ tập vô số thiên thiên yêu ma. Bọn họ là hai đạo quân thời đại yêu tộc, có thể hợp, có thể biến thành huyền vũ đạo quân, sức mạnh siêu cường. Lại cộng thêm Vân Trạch Đại Khư Thiên, phải nói yêu môn đại giáo là một đại giáo hiếm có trong thiên hạ. Vạn vật đạo tổ lạnh nhạt nói: Định Quang, lấy quyền trượng của ta đến đây. Định Quang không người dâng tiên thiên quyền trượng lên. Vạn vật đạo tổ giơ tiên thiên quyền trượng, cây quyền trượng bắn vào minh kính liền biến mất. Không lâu sau, quyền trượng xuất hiện bên trên Vân Trạch Đại Khư Thiên. Tiên thiên quyền trượng rung lắc, từng đợt tiên thiên bất diệt linh quang bủa răng đầy trời. Tiên thiên bất diệt linh quang chụp xuống dần bao phủ Vân Trạch Đại Khư Thiên như một quả cầu, như một lồng giam. Âm 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 âm. Bên trong Vân Trạch Đại Khư Thiên, vô số cường giả yêu tộc phấn khởi, liều mạng công kích lồng giam, thế nhưng không lay động được một luồng tiên thiên bất diệt linh quang nào. Có nhiều cường giả yêu tộc định chạy ra khỏi khe hở, mới bay đến bên lồng giam đã thành bột phấn. Hai đạo quân chuyển thế gầm lên, vô tà đạo quân, thiên hoàng đạo quân hợp thể thành huyền vũ đạo quân, công kích lồng giam biến ra từ tiên thiên quyền trượng. Nào biết lồng giam không động đậy một ly. Giọng vạn vật đạo tổ vang lên: Thiên hoàng, vô tà, hai người vào kinh tỉnh tội thì chấm sẽ tha mạng cho các ngươi. Thanh âm lạnh nhạt nói: Nếu không quyền trượng của chấm nhúc nhích một cái thôi là Vân Trạch Đại Khư Thiên hóa thành cho tàn. Huyền vũ đạo quân tách ra, hai đạo quân chuyển thế bất đắc dĩ tự biến ra nguyên hình, một con huyền quy, một con huyền xà trói mình lại. Vô tà đạo quân, thiên hoang đạo quân đồng thanh kêu lớn: Bệ hạ, đừng xuống tay giết, hai chúng ta đầu phục là được. Vạn vật đạo tổ thu tiên thiên quyền trượng về, kéo vô tà đạo quân, thiên hoang đạo quân ra khỏi gương. Tiên thiên quyền trượng vung lên, hai đạo quân chuyển thế rớt xuống trước mặt mọi người. Đám người nhìn hai vị đạo quân chuyển thế bị áp chế gắt gao, phải thần phục, lòng kinh hoàng. Vạn vật đạo tổ nhìn biểu tình của mọi người, cười tủm tỉm. Ngọc Kinh Thiên Quân chớp mắt cười nói: Bệ hạ thần thông vô lượng, thế nhưng có người chưa chắc đã phục. Thái Nhất Thiên Quân tự nghĩ thần thông quảng đại, không đến triều kiến kìa. Thái Nhất sao? Vạn vật đạo tổ cười nói: Thái Nhất không là gì, trời không có hai mặt trời, tiên không có hai chủ. Nguyên dục tiên triều ta ra bên trên có một tòa đại la thiên. Chấm là tiên đế cũng không yên giá. Huyền thiên không đến bãi chấm, bụng dạ khó lường. Các vị ái khanh, ai cùng ta đi bắt huyền thiên hỏi tội đây? Mọi người nhìn nhau mặt xám xịt. Vạn vật đạo tổ cười hỏi: Hay là Ngọc Kinh ái khanh đi đi. Ra đầu Ngọc Kinh Thiên Quân tê dại, ngoài cười nhưng trong không cười nói:
Vì thần nguyện dốc sức châu cày vì bệ hạ đi bắt phản tặc Huyền Thiên hồi tối. Mà nguy rồi, à, vì thần đau bụng. Vạn vật đạo tổ thấy vậy cười mắng, đổ vô dụng mà. Vạn vật đạo tổ nhìn mọi người, ai nấy cũng né tránh ánh mắt của gã. Vạn vật đạo tổ cười lạnh, thản nhiên nói, xem ra là các ngươi hơi sợ phản tặc Huyền Thiên. Trong khóc có người lẩm bẩm nói, có ai chưa từng bị phụ thân của ta đánh đây? Nét mặt vạn vật đạo tổ xa sầm, thấy Giang Tuyết Tình lẩm bẩm, vạn vật đạo tổ phất tay, cảnh tượng trong gương thay đổi, biến thành phong cảnh Đại La Thiên. Tiên Thiên Quyền Trượng bay vào trong kính, tim mọi người đập nhanh thầm nghĩ, Nguyên Dục Tiên Đế định đối phó với tên ác côn Huyền Thiên, cái tên côn đồ này vô địch mấy trăm vạn năm, bây giờ sắp gặp đối thủ mạnh nhất rồi. Trong minh kính, Tiên Thiên Quyền Trượng bay hướng Đại La Thiên, vô số linh quang mở ra bao phủ Đại La Thiên. Đột nhiên Tiên Thiên pháp bảo này như mất hết uy lực rơi xuống, một tiếng vang khẽ, Tiên Thiên Quyền Trượng rơi vào Đại La Thiên nằm yên dưới đất. Cảnh tượng đó khiến cho các cường giả trong Nguyên Dục Tiên Triều tim đập nhanh. Vạn vật đạo tổ chứng đạo quân uy nhiếp đương thời, xây dựng Nguyên Dục Tiên Triều xưng là Nguyên Dục Tiên Đế, buộc bọn họ phải triều kiến thần phục, trở thành triều thần của tiên triều, không ai dám chống đối. Một cây quyền trượng bao phủ Vân Trạch Đại Khư Thiên, bao phủ đệ nhất thánh địa yêu tộc, mấy trăm tòa ngân hà tinh hệ cương vực bị vây khốn, không ai trốn thoát được, uy phong bá khí không người địch nổi. Tiên đình lại cách Vân Trạch Đại Khư Thiên vô cùng xa xôi, một thiên quân lâu năm cần bay mấy chục ngày mới đến. Khoảng cách xa xôi này như vô hình với vạn vật đạo tổ, khi đã chứng đạo, một chiêu buộc vô tà thiên hoang phải thần phục. Quần hùng trong triều toàn là người tư chất ngút trời, tài tình siêu quần. Có người nghĩ tình cũ nên đến làm quan trong Nguyên Dục Tiên Triều, có người sợ thực lực của đạo quân nên buộc lòng phải đến, có người lại ôm ý định khác. Nhưng thế vạn vật đạo tổ nhẹ nhàng mà hàng phục vô tà đạo quân, thiên hoang đạo quân thì tất cả vô cùng rung động. Đạo quân đệ nhất đương thời danh bất hư truyền, không chứng đạo quân không ai tranh phong được, đây là suy nghĩ chung của mọi người. Nhưng bây giờ vạn vật đạo tổ lấy Tiên Thiên Quyền Trượng ra đối phó với Đại La Thiên và cái tên ác ôn ở trong đó, tình huống vượt qua dự đoán của mọi người. Trong minh kính, tên ác ôn không xuất hiện, chưa từng ra tay, đã làm Tiên Thiên Quyền Trượng của vạn vật đạo tổ rơi vào Đại La Thiên. Quần hùng vốn cứ nghĩ hai người sẽ đánh nhau túi bụi, rất là ngạc nhiên, không nhìn thấu Đại La Thiên và tên ác ôn trong đó. Giang Tuyết Tình chớp mắt tò mò nhìn biểu tình của các cường giả Nguyên Dục Tiên Triều, vẻ mặt mọi người tràn đầy giật mình, nhưng chi tiết thì có sự khác biệt. Người phe Huyền Châu vừa giật mình vừa thấy tất nhiên, niềm tin gần như mù quáng. Những người khác giật mình xen lẫn cảnh giác, có người vui sướng khi người gặp họa, có người biểu tình trầm trọng. Quân đạo nhân thì phập phồng lo sợ, một số người hớn hở chờ xem kịch vui. Giang Tuyết Tình lòng thầm ngưỡng mộ, khi nào thì ta mới có thể làm giống như phụ thân trấn áp một thời đại được đây. Giang Tuyết Tình tưởng tượng cảnh năm xưa phụ thân Giang Nam chinh chiến cùng quần hùng, đè đầu toàn bộ cường giả trong thiên hạ, ngoan ngoãn nghe theo cha nàng. Lòng Giang Tuyết Tình vừa hưng phấn vừa tôn kính. Giang Tuyết Tình ra đời muộn, không thấy được thủ đoạn, lịch sử phụ thân nổi lên. Khi Giang Tuyết Tình sinh ra, xuất hiện trước mặt thế nhân thì Giang Nam đã rất ít khi ra tay, ít lộ mặt trước mọi người. Giang Tuyết Tình đã từng nghe có người nhỏ giọng nói với nàng, cha của nàng Huyền Tiên giáo chủ ngông nghênh rong ruổi tiên giới, có thể nói đó là thời kỳ hắc ám nhất tiên giới. Nguyên cả tiên giới bị bóng ma Huyền Thiên giáo chủ, Huyền Thiên đại ma vương bao phủ, gọi đó là thời kỳ hắc ám nhất, vì gần mấy năm gần đây Huyền Thiên giáo chủ cũng không ra tay nữa, có vẻ rất hiền. Giang Tuyết Tình tầm nghĩ, thiên môn của ta đi khắp thế gian, thế nhưng phân cách với đời, không xen vào tranh đấu, chỉ vì cầu một đường sống, một đường sinh cơ trong tương lai. Xem ra ta không có cách nào uy phong giống như cha của ta được rồi. Vạn vật đạo tổ sắc mặt âm trầm, đột nhiên lại mỉm cười nói, quả nhiên Huyền Thiên giáo chủ có chút thủ đoạn, không uống là nhân vật làm cho chấm kiêng kỵ ba phần. Chấm thật sự nên đích thân đi Đại La Thiên một chuyến, lấy quyền trượng về. Tim mọi người đập nhanh, có người lên tiếng nói, xem ra đạo quân đệ nhất tiên giới rốt cuộc cũng đụng độ với kẻ hung dữ số 1 trước giờ chưa từng có rồi sao? Thế nhưng dù ai thắng ai thua thì chúng ta vẫn sẽ mãi mãi thất
thấp cổ hơn một cái đầu, phải nghe theo sự điều khiển. Vạn vật đạo tổ nhìn quanh một vòng, từ từ đứng dậy. Nguyên dục thái cực thiên, nơi tồn tại thiên đình, tiên triều, đột nhiên thời tiết thay đổi. Gió cuốn, mây tuôn ra, ngôi sao như bị sóng biển vỗ. Từng đợt sóng sao dâng lên, dãy núi phập phồng, trời trăng lung lay. Biển tiên bị sóng biển xé ra, rất là kinh người. Âm. Cả tòa nguyên dục thái cực thiên thay đổi kinh người. Nguyên dục thái cực thiên do bí cảnh, thánh cảnh tổ hợp lại, trong đó có hơn 500 ngân hà tinh hệ. Mỗi tòa ngân hà tinh hệ chứa năng lượng vô tận, tiên khí tràn ngập hư không, hợp thành các ngôi sao. Tiên kim hóa thành dãy núi, lục địa lại chất chứa nhiều nguyên thủy chi khí. Giờ phút này, nguyên dục thái cực thiên nhỏ dần, vô số tinh hệ ngưng tụ, ngôi sao nhỏ xíu thành các đốm linh quang, toàn là linh quang bất diệt. Giây lát sau, những tiên thiên bất diệt linh quang tụ thành hai đoàn sáng to, một đen một trắng chìm nổi. Địa thủy phong hỏa vô tận dâng lên, quay quanh linh quang hóa thành hai con cá âm dương to, phun ra nuốt vào thiên địa thời không. Lại có một cây cầu vàng tỏa sáng diệu thế, bắc ngang giữa hai con cá âm dương lớn. Ở kiếp này, vạn vật đạo tổ luyện pháp bảo là nguyên dục thái cực đồ, rốt cuộc cũng xuất hiện, tỏa uy nhiếp chấn áp đương thời. Mọi người cảm giác áp lực cực kỳ nặng nề, đè ép đến khó thở. Lần này, vạn vật đạo tổ xây dựng thiên đình tiên triều bên dưới Đại La Thiên, vốn là có ý thay thế, chờ hàng phục hay dứt sang nam rồi, tiên đình sẽ chiếm vị trí của Đại La Thiên, trở thành thiên cao nhất thiên giới. Nhưng vạn vật đạo tổ đánh ra kích đầu tiên bị trạch đường. Vạn vật đạo tổ vận chuyển tiên thiên quyền trượng, kết quả quyền trượng rơi vào Đại La Thiên. Điều này không đại biểu cho trình độ thật của hai người. Dù sao vạn vật đạo tổ cách Đại La Thiên khá xa, cũng không dốc hết sức ra, giang nam thì không lộ mặt. Tiên thiên quyền trượng là tiên thiên pháp bảo vạn vật đạo tổ luyện ra từ thân thể thời đại chú đạo của mình, là thân thể kiếp trước bất diệt đạo tâm biến thành. Bản thân chú đạo là thời đại yếu nhất, uy lực của tiên thiên pháp bảo này cũng không bằng tiên thiên pháp bảo khác. Kiếp này vạn vật đạo tổ là đạo quân đệ nhất thời đại tiên đạo, ma giới, tiên giới, vạn đạo thần phục, thiên địa đại đạo ùa đến, rơi vào thái cực đồ. Quyển thái cực đồ này tăng vọt uy lực gấp vô số lần. Pháp bảo mạnh nhất của vạn vật đạo tổ là nguyên dục thái cực đồ. Nhưng không ai ngờ tịch diệt kiếp cuối cùng biến thành nguyên dục thái cực thiên, trở thành đại chư thiên đệ nhất tiên đạo. Chư thiên này xứng là chư thiên mạnh nhất tiên giới hiện giờ, do mấy trăm bí cảnh, thánh cảnh, linh quang bất diệt tổ hợp ra, cộng thêm thiên địa đại đạo thần phục gia cố, uy lực mạnh mẽ hơn tiên thiên quyền trượng rất nhiều. Bản thân vạn vật đạo tổ là đạo quân đệ nhất tiên giới, bây giờ gã sử dụng nguyên dục thái cực đồ, có thể tưởng tượng gã chú trọng vị tồn tại trên Đại La Thiên nhiều cỡ nào. Vạn vật đạo tổ bước ra một bước đã biến mất khỏi nguyên dục tiên triều. Ngay sau đó, vạn vật đạo tổ xuất hiện bên ngoài Đại La Thiên. Bên trong Đại La Thiên, Tiểu Vân Liên đi ra khom người hành lễ. Tiểu Vân Liên cười ngọt ngào: "Nguyên dục tiên đế, lão gia nhà ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn không muốn gặp ngươi. Thiên Tôn nói ngươi trở thành tiên đế, Thiên Tôn mừng cho ngươi, không muốn làm người bẽ mặt, mời bệ hạ về cho." "Sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Huyền Thiên Giáo Chủ tự xưng là Thiên Tôn, tôn của thời đại tiên đạo ư? Hắn để chấm vào đâu đây?" Vạn vật đạo tổ mặt không biểu tình bước tới nói: "Quyền trượng của chấm rơi vào Đại La Thiên, chấm muốn tự lấy về. Tiểu nha đầu, ngươi không ngăn cản ta được đâu, lùi ra." Tiểu Vân Liên thè lưỡi, không dám cản trở vạn vật đạo tổ, nàng vội vàng lùi ra. Trong thiên đình tiên triều, quần hùng nhìn minh kính muốn xem cuộc chiến của hai tay chùm. Trong kính chiếu cảnh tượng Đại La Thiên, bỗng một bàn tay to thỏ ra khỏi Đại La Thiên phất hướng minh kính. Mặt gương tối thui, không còn thấy cảnh Đại La Thiên nữa. Quần hùng nguyên dục tiên triều bay ra, ngước đầu mà nhìn Đại La Thiên, thiên cao nhất tiên giới treo trên tiên đỉnh đã biến mất, thay thế là đại lục bao la minh mông bao phủ đỉnh tiên giới. Đại lục đó chính là Đại La Thiên. Đám người Ngọc Kinh Thiên Quân, Khổ Hạnh Giáo Chủ hoảng sợ, tự thi triển pháp lực biến ra minh kính, định phản chiếu cảnh tượng trong Đại La Thiên. Rất nhiều pháp lực đại đạo thiên quân cổ xưa biến ra tiên kính, toàn phản chiếu mây mù, không thấy được cảnh trong Đại La Thiên. Có người bay ra tiên giới, vào trong hỗn độn hồng mông, định từ chỗ này quan sát Đại La Thiên, thế nhưng vẫn chỉ thấy mây mù che phủ, không thấy thứ bên trong được. Mọi người thầm suy đoán: "Là Nguyên Dục Tiên Đế hay Huyền Thiên Giáo Chủ ra tay đây?" Lại nói,
Vạn vật đạo tổ đã đi vào Đại La Thiên. Đại La Thiên là pháp bảo của Giang Nam, sân nhà của hắn, nhưng vạn vật đạo tổ không hề sợ hãi. Vạn vật đạo tổ ung dung như đi dạo trong hậu hoa viên của mình. Vạn vật đạo tổ đánh giá khắp nơi, tìm rất kỹ bịch. Huyền Thiên giáo chủ có tiến bộ. Vạn vật đạo tổ ngước lên nhìn, đằng trước mây mù mờ ảo, trong nguyên thủy chi khí biến thành mây, có tồn tại vĩ đại ngồi đó. Vạn vật đạo tổ cảm thấy mình thật nhỏ bé. Vạn vật đạo tổ nhíu mày nói: Huyền Thiên giáo chủ. Vạn vật đạo tổ biến hình trở nên cao to hơn, muốn đối lập với Giang Nam, khí thế không yếu hơn đối phương. Nhưng vạn vật đạo tổ biến hình xong vẫn thấy mình nhỏ hơn đối phương, yếu ớt như bún. Nguyên dục thái cực đồ chấn động, 3000 đại viên mãn tiên đạo trong tranh bộc phát uy lực, gia cố cho vạn vật đạo tổ mới ngang hàng với Giang Nam được. Giang Nam ngồi, còn vạn vật đạo tổ thì đứng. Vạn vật đạo tổ nhíu mày, nơi này dù gì cũng là sân nhà của Giang Nam, tuy khí thế của gã hơi yếu, thế nhưng chưa bị đả kích đạo tâm. Vạn vật đạo tổ định nói chuyện, chợt nghe Giang Nam cười to nói: Vạn vật đạo hữu, đồ của đạo hữu rơi vào Đại La Thiên, ta không biết là quyền trượng vàng hay quyền trượng bạc đây, hoặc là cây quyền trượng bình thường dưới chân ta ư? Vạn vật đạo tổ nhìn sang, tay trái Giang Nam cầm cây quyền trượng vàng rực rỡ, tay phải là quyền trượng lấp lánh ánh bạc. Vẻ mặt Giang Nam nghịch ngợm, cười tủm tỉm nhìn vạn vật đạo tổ. Dưới chân Giang Nam là tiên thiên quyền trượng nằm im. Vạn vật đạo tổ buồn cười nói: Huyền Thiên giáo chủ vẫn nghịch ngợm như vậy, thật to gan, dám trêu đùa cả chấm sao? Vạn vật đạo tổ phất tay muốn triệu hồi tiên thiên quyền trượng của mình, thế nhưng quyền trượng nằm yên dưới đất không nhúc nhích. Vạn vật đạo tổ nhíu mày lại phất tay, tiên thiên quyền trượng vẫn không động đậy. Nguyên dục thái cực đồ chấn động, 3000 đại đạo bộc phát, rút cuộc tiên thiên quyền trượng di chuyển bay hướng vạn vật đạo tổ. Đằng sau quyền trượng lấp lánh linh quang bay theo. Vạn vật đạo tổ cười to nói: Huyền Thiên, ngươi muốn ám toán ta sao? Vạn vật đạo tổ không để bụng, chộp tiên thiên quyền trượng quét linh quang đi. Vạn vật đạo tổ thản nhiên nói: Tiểu đạo hữu, ngươi nghĩ chấm sợ sao? Linh quang bị vạn vật đạo tổ gõ nát ở giữa không trung, hóa thành hai chữ tiết tháo đính trên đầu gã. Giang Nam mỉm cười thu tay về, quyền trượng vàng và bạc cũng biến mất. Giang Nam vỗ tay cười: Thì ra thứ bệ hạ rớt vào Đại La Thiên là tiết tháo, may mắn bệ hạ nhặt lên được, nếu không lan truyền ra ngoài thì vị trí tiên đế của ngươi không ngồi vững được rồi. Vạn vật đạo tổ sắc mặt âm trầm rồi bỗng nhuyễn miệng cười nói: Huyền Thiên, đừng cố làm bộ làm tịch nữa đi, hôm nay chấm đến đây không phải dẫn với ngươi, mà muốn phá vỡ thần thoại của ngươi, hoàn toàn thống trị vũ trụ càn khôn, thống lĩnh đạo quân tương lai. Ồ, rất có chí khí. Giang Nam chậm rãi đứng dậy, thiên địa sao động. Vạn vật đạo tổ ngước lên nhìn, Giang Nam đứng lên cao hơn gã vô số lần, linh quang nhấp nháy quanh thân, nguyên thủy chi khí như dòng như mây vòng quanh eo của Giang Nam to lớn vô song. Nhưng bệ hạ đến hơi sớm, nếu người chém hết giáo môn trong thiên hạ, khiến các giáo cống hiến thiên tài địa bảo, cống hiến các pháp bảo mà giáo chủ thiên quân luyện chế ra, tinh luyện vào nguyên dục thái cực đồ, lại tế luyện đại đạo của các giáo chủ thiên quân vào nguyên dục thái cực đồ 100 vạn năm, thì có 1-2 phần khả năng tranh với ta được. Người quá sốt ruột rồi. Giang Nam cúi đầu nhìn vạn vật đạo tổ, một trưởng vỗ vào gã. Giọng Giang Nam ồm ồm: Bệ hạ, ta cho ngươi một cơ hội, không để quần hùng thấy ngươi thua thảm. Sau khi trở về phải rút kinh nghiệm xương máu, nghĩ kỹ lại đề nghị của ta. Sau 100 vạn năm hãy khiêu chiến với ta. Nhớ kỹ, lần sau khi gặp ta nhớ gọi ta là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vạn vật đạo tổ điên cuồng thúc giục thái cực đồ. Khi vạn vật đạo tổ chứng đạo quân thì nguyên dục thái cực đồ được thiên địa đại đạo gia cố, uy lực tăng tiến kinh người. Đặc biệt có đại đạo hai vũ trụ tiên ma gia cố, khiến nguyên dục thái cực đồ hơn xa tiên thiên quyền trượng. 3000 đại đạo diễn biến thái cực, 3000 đại đạo đều là bất diệt linh quang, thành tựu này là kinh người biết mấy. Vạn vật đạo tổ tích lũy 9 kiếp cho đời này đại thành, thực lực vạn vật đạo tổ bây giờ lợi hại hơn bất cứ lúc nào. Dĩ vãng mỗi một kiếp vạn vật đạo tổ tu luyện đến trung kỳ hậu kỳ đạo quân, bây giờ tuy vạn vật đạo tổ chỉ được sơ kỳ đạo quân, thế nhưng thực lực đã là tổng hợp lực lượng của 9 kiếp. Nếu vạn vật đạo tổ tu luyện đến hậu kỳ đạo quân hay cảnh giới đại viên mãn
thì gã không tưởng tượng nổi thực lực của mình sẽ khủng bố đến mức nào. Đây là đạo quân đệ nhất thời đại tiên đạo, sức chiến đấu của đạo quân sau khi hoàn toàn lĩnh ngộ viên mãn 3000 đại đạo. Đơn thuần tính sức chiến đấu đạo quân thì đạo quân tiên giới sau này mạnh hơn đạo quân thời đại nguyên đạo. Đây là thời đại tiên đạo mà đế và tôn cùng bất không dùng hết tâm kế thủ đoạn để chế tạo ra, một thời đại tiên đạo tràn ngập khả năng vô tận. Nhưng ngay sau đó, nguyên dục thái cực đồ rung lên bần bật, bị Giang Nam một chưởng đánh trúng. 3000 tiên đạo trong tranh bị bàn tay chấn cho thắc loạn tan vỡ. Thiên địa đại đạo, ma giới tiên giới bị chấn áp cho ngoan ngoãn. Địa thủy phong hỏa không dâng lên được, âm dương không thể vận chuyển. Hai quả cầu to trắng và đen tụ tập từ linh quang bất diệt, ngừng chuyển động, chìm vào địa thủy phong hỏa. Một tiếng ầm vang lên, vạn vật đạo tổ bay lên cao, miệng hộc máu. Vạn vật đạo tổ bị đánh ra khỏi thái cực đồ, đập vào sâu trong đại la thiên. Đạo quân, người đã chứng đạo quân sao? Vạn vật đạo tổ nhảy lên, khí huyết tận trời. Nhưng mặc kệ vạn vật đạo tổ là đạo quân, có khí huyết vô cùng cuồng bạo, cũng không thể lao ra khỏi đại la thiên nửa tấc, vẫn bị áp chế trong đại la thiên. Mới vừa rồi, Giang Nam vỗ một trường, khiến vạn vật đạo tổ mò ra cảnh giới tu vi của hắn, cùng là đạo quân như gã. Khiến cho hắn giật mình, không phải Giang Nam chính đạo quân, mà là một kích vừa rồi, hắn không khởi động nguyên lực nguyên thủy đại la thiên, chỉ một trường đã phá nguyên dục thái cực đồ. Pháp bảo nguyên dục thái cực thiên, uy lực vượt qua tiên thiên pháp bảo, bị chấn áp hoàn toàn. Không chỉ nguyên dục thái cực đồ bị chấn áp, 3000 đại đạo của vạn vật đạo tổ sáng tạo cũng vậy, bị một trưởng của Giang Nam chấn áp. Đây mới là điều đáng sợ nhất. 3000 đại đạo đó là vạn vật đạo tổ lĩnh ngộ thái cực tiên thiên sáng tạo ra đại đạo pháp tắc. 3000 đại đạo cùng xây dựng hợp thành thái cực tiên thiên, tượng trưng cho lưỡng nghi, chính tà, thiện ác, thánh ma, thiên nhân, sinh tử, các mặt đối lập, mặt trái và mặt chính. Vạn vật đạo tổ tập hợp 9 kiếp đại thành mới lĩnh ngộ ra cảnh giới tiên thiên, vấn đỉnh tận cùng đại đạo. Giang Nam vỗ một trường đã chấn áp thái cực tiên thiên, nghĩa là hắn cũng lĩnh ngộ ra cảnh giới tiên thiên rất cao đẳng. Trước kia vạn vật đạo tổ hay cười nhạo một góc tiên thiên bất bại chi địa của Giang Nam, vì biết hắn chưa thật sự lĩnh ngộ cảnh giới tiên thiên. Hiện giờ vạn vật đạo tổ thua trong một chiêu, đại biểu cảnh giới tiên thiên của Giang Nam đã viên mãn, đại thành và vượt qua gã. Giang Nam rút tay về, cũng không phát ra chiêu thứ hai. Giang Nam mỉm cười nói: "Bệ hạ đừng nán, ta chứng đạo quân sớm hơn bệ hạ mấy chục năm. Bệ hạ thua trong tay ta là đương nhiên." "Sao? Sớm hơn mấy chục năm sao?" Tinh thần vạn vật đạo tổ rung động, hít sâu, nguyên dục thái cực đồ bay về bên cạnh vạn vật đạo tổ, mắt gã bắn ra linh quang. Vạn vật đạo tổ nói: "Ta tu hành 9 kiếp, vốn từng là người đầu tiên chứng đạo quân, không ngờ muộn hơn ngươi đến mấy chục năm. Thiên hạ to lớn, nhiều đạo quân chuyển thế như vậy mà bị ngươi cướp vị trí đầu tiên. Huyền Thiên giáo chủ, ngươi thật sự có thể xưng là thiên tôn. Hôm nay ta thua trong tay ngươi, không còn lời nào để nói, tâm phục khẩu phục." "Không không, vạn vật đạo hữu à, ta không phải là người đầu tiên chứng đạo quân đâu. Vô cực thiên tôn nhanh hơn một chút kìa. Thật tiếc rằng sau khi ta chứng đạo quân, mãi không thấy vô cực thiên tôn chủ động đến tìm, làm ta vô cùng tiếc nuối à." Giang Nam đánh tan dị tượng quanh thân, phục hồi kích cỡ bình tĩnh. Giang Nam bước tới gần vạn vật đạo tổ nói: "Nhân quả tiên thiên của vô cực thiên tôn ngang ngửa với tịch diệt tiên thiên của tịch diệt đạo nhân, cùng cảnh giới với hồng mông tiên thiên của thanh liên tiên tôn, hỗn độn tiên thiên của đạo không đạo nhân, nguyên thần tiên thiên của đế lân. Bệ hạ, tuy thái cực tiên thiên của người thần diệu, nhưng so với bọn họ vẫn kém hơn nửa bậc, một bậc cả." Vạn vật đạo tổ nhìn Giang Nam bước tới trước mặt mình, tim đập nhanh. Vạn vật đạo tổ không kiềm được hỏi: "Cảnh giới tiên thiên của ngươi là cái gì?" Đây là lòng hỏi đạo. Dù vạn vật đạo tổ là tiên đế, là đạo quân, nhưng lòng hỏi đạo không giảm bớt. "Tiên thiên nguyên thủy." Giang Nam cười nói: "Ta tự nhận là cảnh giới tiên thiên của mình vượt qua bọn họ một bậc, nhưng chưa chắc bọn họ đã công nhận. Vì vậy sớm muộn gì bọn họ và ta sẽ đấu một trận. Cảnh giới ai cao hơn không phải nói ngoài miệng, mà phải so tài mới biết được cao thấp ba, khiến đối phương tâm phục khẩu phục thì thôi." Khóe mắt vạn vật đạo tổ co giật. Mục tiêu của Giang Nam không còn là gã, mà là vô cực thiên tôn, là tịch diệt đạo nhân, đế và tôn cùng đạo không đạo nhân.
Giang Nam tiến tới trước thản nhiên nói: Bệ hạ, bây giờ ngươi là tiên đế thời đại tiên đạo, để ta tiến bệ hạ ra ngoài để tránh mất mát. Vạn Vật Đạo Tổ hừ mạnh do dự. Vạn Vật Đạo Tổ hùng hổ mà đến, định bụng hàng phục hoặc chu sát Giang Nam, răn đe mọi người. Ai ngờ Vạn Vật Đạo Tổ bị Giang Nam đánh cho một trận. Hiện giờ Giang Nam tiễn Vạn Vật Đạo Tổ ra khỏi Đại La Thiên, chừa mặt mũi cho gã chức thế nhân. Vạn Vật Đạo Tổ phân vân không biết nên từ chối hay đồng ý. Nếu Vạn Vật Đạo Tổ không nhận hành động này, để người ta biết gã thua Giang Nam chỉ trong một chiêu thì không còn mặt mũi nào. Giáo chủ các đại giáo môn vẫn sẽ tôn Vạn Vật Đạo Tổ làm đế, nhưng chắc chắn bằng mặt không bằng lòng. Tiên triều năm bè bảy mảng làm theo ý mình. Nhưng nếu chấp nhận thì Vạn Vật Đạo Tổ rất khó chịu, cảm thấy thiếu Giang Nam một nhân tình. Trong lòng Vạn Vật Đạo Tổ tự động thấp hơn Giang Nam một cái đầu. Giờ lát sau, Vạn Vật Đạo Tổ đi theo Giang Nam. Vạn Vật Đạo Tổ im lặng thật sâu, sau đó chậm rãi nói: Thiên Tôn, lần này ta thua, năm nào đó sẽ lại đến lĩnh giáo vậy? Ồ, tùy thời sẽ hoan nghênh. Ánh mắt của Giang Nam dịu dàng, tươi cười như gió xuân dịu dàng vậy. Nhưng ta có một câu báo cho bệ hạ biết được. Bây giờ bệ hạ đã là tiên đế rồi, không còn là Vạn Vật Đạo Tổ vô pháp vô thiên, phải biết yêu quý chúng sinh, làm chuyện xứng với tiên đế. Nếu bệ hạ ngồi trên ngôi tiên đế mà có ý định càn rối, quấy rối, không chừng ta đành ra tay mà cảnh cáo bệ hạ. Ngươi! Vạn Vật Đạo Tổ giận dữ, sau đó sắc mặt Vạn Vật Đạo Tổ trở lại bình thường, nửa cười nửa không nói. Hay Tiên Tôn cho rằng mình là Thái Thượng Hoàng của thời đại tiên đạo hay sao? Ngươi đặt đế và tôn đạo không vào đâu đấy. Giang Nam đánh tan bình chứng Đại La Thiên, để Đại La Thiên lại xuất hiện trong mắt quần hùng. Cái gì gọi là Tiên Tôn đấy? Giang Nam thản nhiên nói. Cái gọi là Tiên Tôn tức chí tôn thiên hạ, chí tôn vạn đạo, chí tôn đạo quân. Đế và tôn chưa phục sinh, đạo không còn chưa chứng đạo quân. Thiên Tôn ta đây tất nhiên phải thay bọn họ quản lý thời đại tiên đạo. Nếu bệ hạ làm đắc quá đáng, ta đành thay đổi tiên đế chiều khác vậy. Vạn Vật Đạo Tổ thu về tia sáng trong mắt. Thay đổi tiên đế chiều khác sao? Người nhúng tay quá sâu, sẽ có ngày tranh đấu với bọn họ. Vạn Vật Đạo Tổ bước nhanh ra khỏi Đại La Thiên. Giang Nam đứng trong Đại La Thiên chắp tay cười nói: Bệ hạ không tiễn vậy. Vạn Vật Đạo Tổ cầm Tiên Thiên Quyền Trượng, quay người đáp lễ cười nói: Xin Thiên Tôn dừng bước lại, quấy nhiễu Thiên Tôn tu hành khiến trẫm vô cùng áy náy. Hai người nói cười vui vẻ, không giống như Vạn Vật Đạo Tổ từng bị Giang Nam cảnh cáo. Ngọc Kinh Thiên Quân, Càn Nguyên Thiên Quân, Khổ Hạnh Thiên Tôn, các thiên quân, giáo chủ, nguyên dục tiên triều thấy cảnh tượng này thì rất ngạc nhiên. Bọn họ cứ nghĩ trong Đại La Thiên đánh nhau trở long đất lở sẽ có người chết đi. Bây giờ Giang Nam và Vạn Vật Đạo Tổ thân thiết như chưa hề đánh nhau mà ngồi uống trà, chuyện phiếm, thuận tiện lấy về Tiên Thiên Quyền Trượng. Một thiên quân khen rằng: Tiên đế bệ hạ quả nhiên thần thông quảng đại, khiến cho lão ma vương Huyền Thiên cũng không dám cản rỡ. Lại có triều thần cười to nói: Thật không uống, là đạo quân đệ nhất tiên giới, oai nhất đương thời. Đạo quân tiên đạo có uy nhiếp vô biên, lão ma vương Huyền Thiên sao có thể không chấn nhiếp hàng phục được đấy. Bệ hạ vừa đến Đại La Thiên là lão ma vương Huyền Thiên ngoan ngoãn dâng quyền trượng lên ngay. Đám người Càn Nguyên Thiên Quân, Huyền Đô Thiên Quân nghe vậy lắc đầu. Mắt Ngọc Kinh Thiên Quân lóe tia sáng, nhỏ giọng nói: Chắc đã đánh nhau và ngang tay. Huyền Thiên giáo chủ, nguyên dục tiên đế, không ai làm gì được ai, kiêng rẻ nhau nên mới làm bộ dáng thân thiết cho mọi người xem. Càn Nguyên Thiên Quân đồng ý nói: Nếu nguyên dục tiên đế chiếm được ưu thế thì chắc chắn y đã xuống tay giết giáo chủ. Còn nếu giáo chủ chiếm ưu thế sẽ chừa đường sống cho nguyên dục tiên đế. Bây giờ xem ra hai người thân thiết như vậy có lẽ thật sự là bất phân thắng bại. Huyền Đô Thiên Quân gật đầu nói: Tùy giáo chủ yêu nghiệt, thế nhưng nguyên dục tiên đế dù gì cũng cống hiến 6 tiên thiên pháp bảo, luyện từ thân thể 6 kiếp khai thiên, công đức vô lượng. Hơn nữa là đạo quân đệ nhất tiên giới, tiên giới ngang ngửa với hắn đã là hiếm có rồi. Khổ Hạnh Thiên Tôn lắc đầu cười. Ngọc Kinh Thiên Quân, Huyền Đô Thiên Quân, Càn Nguyên Thiên Quân nhìn sang, ba người biết Khổ Hạnh Thiên Tôn sâu không lường được, thấy lão tăng cười thì tò mò. Ngọc Kinh Thiên Quân hắng giọng hỏi: Không biết Khổ Hạnh giáo chủ có giải thích gì không?
Khổ Hạnh Thiên Tôn chống gậy đi hướng Nguyên Dục Thái Cực Thiên, hắn cười to nói: "Ta chỉ thấy Đại La Thiên vẫn ở phía trên Thiên Đình Tiên Triều ta, còn về thắng thua thì lão tăng không biết được." Càn Nguyên Thiên Quân, Huyền Đô Thiên Quân, Ngọc Kinh Thiên Quân tìm rất cái bịch thầm nghĩ: "Sao? Đại La Thiên vẫn nằm trên Thiên Đình Tiên Triều ư? Đúng rồi, vậy là Nguyên Dục Tiên Đế thua rồi."